xin chào mọi người. Hôm nay Tina sẽ chia sẻ với quý vị một cái câu hỏi là chị Tina ơi, chị làm như thế nào để bước vào cái con đường tu tập? Chị có thể chia sẻ với mọi người trên con đường đó chị phải làm những gì và bỏ những gì để mà có thể đạt được cái sự thay đổi mà chị đã đạt được. Ok, thứ nhất là Tina cũng muốn nói là những cái gì Tina đạt được chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ bé, không có là cái gì cả. Và Tina cũng sẽ chia sẻ là cũng rất là nhiều lần Tina chia sẻ trong cái video clip của Tina là nothing is for free, không có cái gì là free hết. Và khi mà mình muốn thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi con người của mình, mình phải có cái sự trả giá cho nó. Và có lẽ cái quan trọng nhất là làm sao mà mình có được cái kỷ luật bản thân, tự kỷ luật bản thân, chân thật với chính mình. Mình biết rằng là mình ra ngoài xã hội mình phải đeo một cái mặt nạ, nhưng mà at least, ít nhất mình phải chân thật với chính mình và mình thấy được những cái sai lầm của mình làm. Ví dụ chẳng hạn như là mình dở ở chỗ nào, mình hay ở chỗ nào, mình xấu ở cái chỗ nào, mình phải biết rất rõ là mình xấu ở cái chỗ đó. Ví dụ ai khen Tina thế này thế kia thế nọ, Tina biết rằng những lời khen đó trên thực tế đó là nó không thể nào mà nó ve vãn và vuốt ve cái lòng của Tina, tại vì Tina biết Tina xấu ở chỗ nào, Tina biết Tina cần phải sửa đổi ở cái chỗ nào, Tina biết là những cái điểm mà sai lầm trong quá khứ Tina làm là ở chỗ nào. Cho nên là Tina nghĩ là cái quan trọng nhất là làm sao mà mình thực sự đối mặt với chính mình và mình chân thật với chính mình, xấu ở cái chỗ nào, mình còn lòng đố kỵ hay không, mình có ghen tị hay không, mình có sân si hay không. Ví dụ chẳng hạn nhé, mình nhìn thấy một cái người đó thành công, có cái xe đẹp, có cái nhà đẹp, có chân dài, bla 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 bla, bản thân mình có nảy sinh ra cái lòng đố kỵ không? Ở bên trong, sâu bên trong nó có không? Nếu như nó có, mình phải tập kiểm soát và mình phải bắt đầu thay đổi. Tại vì tất cả mọi thứ nó phải là đi từ cái sự mà gọi là bình yên, bình an lạc, không có sân si, không có đố kỵ, không có ghen ghét, và chỉ có tình yêu, tình thương thôi. Khi mà mình deliver được cái tình thương và mình hiểu được cái cơ chế của những cảm xúc này á, và mình hiểu được là mình có cái khả năng để mà mình kiểm soát những cái cảm xúc này, thì từ từ nó sẽ thành một cái thói quen mới. Ok, hồi xưa là nó là một cái thói quen. Khi mà mình nhìn thấy một cái người nào đó dễ thương, đẹp đẽ, có xe hơi, có nhà lầu, đôi khi mình nổi lên cái lòng đố kỵ. Ở đây là nó là một cái thói quen. Khi mà mình gặp một người thành công, mình tự nhiên nổi cái lòng đố kỵ. Và nó xảy ra như vậy một lần, hai lần, ba lần, 100 lần, 1000 lần, cả cuộc đời nó như vậy, thì hiển nhiên nó thành một cái thói quen. Tự nhiên mình nhìn thấy người ta cái, nó thành một cái thói quen, là mình nảy sinh ra cái tâm xấu. Ok, bây giờ mình biết rằng là cái thói quen cũ nó là như vậy. Khi mà mình nhìn thấy người ta thành công, mình nổi lên cái lòng đố kỵ, ngay lập tức mình nhìn thấy cái lòng đố kỵ đó và mình bắt đầu thay đổi bằng cái lòng chúc cho người ta hạnh phúc, chúc cho người ta vui và chúc mừng cho người ta đạt được những cái gì mà người ta đang có. Nó là một thói quen. Tất cả những cái gì mà nó nảy sinh ra trong đầu óc của bạn, hành vi của bạn, suy nghĩ của bạn, tất cả những cái này nó là một cái thói quen được lập trình mấy chục năm và bạn đang có mặt ở trên trái đất này. Khi mà bạn nhìn thấy cái sự lập trình này nó sai lầm, thì bắt đầu mình sẽ cố gắng để lập trình lại cái thói quen mới. Thí dụ chẳng hạn như là mình ăn uống cái gì, nó có tốt cho sức khỏe không? Hồi xưa là mình cảm thấy là ồ, tôi không có cái miếng bánh đó, tôi không có cái miếng thịt mỡ đó là tôi không thể chịu được. Đó là một cái lập trình là tôi không thể chịu được. Khi tôi nhìn thấy cục thịt mỡ, tôi phải ăn tôi mới chịu được, tôi phải ăn tôi mới hạnh phúc. Cái đó là một cái sự lập trình, một cái cỗ máy. Bây giờ nếu mà mình lập trình lại là khi mà mình nhìn thấy cái cục thịt mỡ và mình lập trình lại là ồ, cái cục thịt mỡ này rất không tốt cho sức khỏe. Khi mà mình ăn cái cục thịt mỡ này vô trong cơ thể, mình có thể bị những bệnh A, B, C, D. Ok, vậy thì mỗi lần khi mà mình nhìn thấy cái cục thịt mỡ thì nó sẽ nảy sinh ra một cái ý nghĩ là ồ, cái này không có tốt cho sức khỏe, không ăn. Theo một thời gian đó, là nó sẽ thành một cái thói quen mới mà được lập trình lại. Tất cả mọi thứ thói quen là mình phải lập trình lại hết. Những cái gì không còn tốt cho mình là mình phải gạt bỏ, mình phải dũng cảm gạt bỏ. Ví dụ chẳng hạn như là hồi xưa Tina có một số người bạn, không phải là tất cả, một số người bạn, người ta không có cái sức ảnh hưởng tốt với Tina, mà nó chỉ là phân tâm, làm cho mình bị phân tâm, mất tự tin và phân tâm. Vậy thì những người này là mình không nên chơi nữa.
tại vì người ta không có cái lợi ích gì trên cái con đường tu tập của mình. Họ làm cho mình phân tâm, họ làm cho mình không tự tin. Họ hướng mình theo một cái hướng như là hút thuốc lá, uống rượu, chơi bời, quán bar, chém gió, nói xấu, vân vân và vân vân. Ok, ở đây mình phải nhìn nhận là cái này nó không tốt cho cái tương lai của mình. Mình nhìn nhận được cái tương lai của mình là mình muốn cái tương lai của mình nó như thế nào. Nó sáng, rực rỡ, nó đẹp đẽ, nó giàu có, nó sang trọng hay là cái gì đó tôi không biết. Bạn muốn cái gì thì bạn sẽ lập trình lại cái tương lai của bạn. Và bạn làm tất cả mọi thứ để mà bạn đi tới cái tương lai đó. Trên cái con đường đó chắc chắn là bạn phải hy sinh những cái sở thích, những cái thói quen cũ, bạn phải bỏ đi. Những người mà không còn phù hợp, những mối quan hệ không còn phù hợp bỏ đi, tạo ra những mối quan hệ mới, những người bạn mới tích cực và có lợi ích cho cái cuộc sống của bạn. Những người mà luôn luôn support bạn, những người luôn luôn ủng hộ bạn hết mức, những người mà nói chân thật về bạn, những sự thật, những người mà có khả năng nói cho bạn hiểu bạn đang làm sai ở chỗ nào một cách chân thật và không có bỏ cái bạn ngã họ vô. Tức là họ nói với bạn vì bạn, chứ không phải là nói với bạn để họ từng bốc cái bản ngã của họ lên là họ hay hơn bạn và họ chỉ dẫn bạn. Mình hãy chơi với những người mà người ta có cái sức ảnh hưởng tích cực đối với mình. Khi mà mình gặp họ, mình cảm thấy wow, dễ chịu quá, trời ơi, tôi cảm thấy là tràn đầy năng lượng. Ok, những người như vậy mình nên chơi. Những người nào mình gặp xong mình cảm thấy là rất là khó chịu, khó thở, bực bội, sân si, khó chịu lắm, thì những cái người này là nó giống như là energy vampire. Energy vampire là những người mà hút hết những cái sinh lực, cái sinh khí của mình, những người mà hút hết cái positive energy của mình, những cái năng lượng tích cực đó, hút hết mất và mình thành ra giống như là một cái vỏ, không còn một cái chút xíu nào gọi là sinh lực á. Thì những người này thường thường là họ sẽ có những cái biểu hiện như là sự than thở, nói xấu người khác, khó chịu, bực bội, đánh giá, và nó có thể là đánh giá chính bạn, nói xấu chính bạn, chỉ ra những điểm xấu của bạn một cái cách mà không phải là muốn tốt cho bạn, mà là muốn kéo bạn xuống để bạn không có đi được trên cái con đường tu tập của bạn hay là trên cái con đường lập nghiệp của bạn. Tóm lại là như vậy. Cho nên là những người này là mình phải dũng cảm, mình cắt những cái mối quan hệ này đi, không chơi nữa, nó không có tốt cho mình. Như Tina cũng chia sẻ là kỷ luật bản thân. Kỷ luật bản thân là như thế này. Ví dụ chẳng hạn như là ok, mình phải hành pháp là 3 cữ một ngày. Như Tina là Tina bắt đầu là Tina bắt đầu rất là tough để cho nó rốt ráo. Cho nên là hồi xưa là Tina là 3 cữ một ngày, mỗi một cái cữ như vậy là 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Và lúc đó đó là 3 giờ 30 sáng là Tina đã dậy rồi để Tina hành pháp. Tại sao? Tại vì Tina thật sự muốn rốt ráo thay đổi được cuộc sống của Tina. Như Tina nói là Phật giáo, tôn giáo nó không phải là một cái tôn giáo đơn thuần để mình tin mơ hồ vào một cái điều gì đó mà mình không biết nó có thật hay không, mà là tôn giáo là một cái phương pháp, nó có vô số cái phương pháp để đưa mình vô cái con đường mà mình cần phải đưa mình vô cái con đường đó. Nó là phương pháp để mình thay đổi cái bản ngã của mình, để cái bản ngã nó càng ngày càng nhỏ đi. Nó là cái phương pháp để mình thay đổi cái tật xấu của mình, để mình chuyển hóa cái nỗi sợ hãi, sự giận dữ, đố kỵ. Tất cả những cái này nó phải có phương pháp để mà mình có thể thay đổi. Chẳng hạn như Tina thuộc về Mật Tông, thì Tina không thể nào chia sẻ được về những phương pháp mà Tina trải qua và Tina thực hành. Tại vì Mật Tông Tina có thể chia sẻ được ở cái bề ngoài thôi. Nói về Mật Tông nó là cái gì, giải thích Mật Tông nó là cái gì, những cái bước nhẹ nhẹ đó là cái gì,
những cái gì mà thật sự vô hại đối với tất cả mọi người thì Tina có thể giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như là chỉ chú tông kinh ngài Tara xanh thì thật sự là rất là vô hại, không có vấn đề gì cả, nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu đi sâu á, để mà mình bóp nát hết cái bản ngã của mình, cái những cái thật xấu của mình, và mình thật sự muốn thay đổi á, lúc này á, là cái lúc rất là khó khăn. Và những cái lúc á, mà mình bắt đầu phải có kỷ luật với bản thân. Tại vì nếu như mình bắt đầu sử dụng một số cái phương pháp á, mà nó thuộc về tối mật thì nó có thể ảnh hưởng xấu đến mình. Nếu như mình chưa chuyển hóa được tất cả những cái này, nó phải có bước A, bước B, bước C, bước D. Từ từ mình nâng cấp lên và từ từ mình thay đổi. Bất kỳ một ai đều có một cái phương pháp khác nhau, phù hợp với mỗi cá nhân khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên là Athena cũng luôn luôn nhắc là không có cái gì thấp, không có cái gì cao, không phải là mật tông là cao và những cái phương pháp khác là thấp. No. Có những người phù hợp với cái phương pháp này, có người phù hợp với phương pháp khác, có người có thể kham nổi cái pressure của cái phương pháp này, và có người nếu như kham cái này người ta sẽ chết mất. Cho nên là không có thấp, không có cao, chỉ có điều là nó phù hợp hoặc là nó không phù hợp với mình. Trong một tông kim cương thừa thì nếu như mà mình thực sự mà mình muốn chuyển hóa mà nhanh ấy, trên thực tế là ngoài ra mặt tông kim cương thừa thì là cũng có sử dụng một số phương pháp bên Ấn Độ, Hindu, bên yoga, bên Hindu và một số cái tôn giáo khác nữa, chứ không phải là chỉ là một tông. Tina cảm thấy là cái gì mình có nhân duyên và tự động mình biết thì nó tốt cho mình, mình chuyển hóa được, mình cảm thấy là càng ngày mình càng dễ thương, càng ngày cái bản ngã nó càng nhỏ thì mình cảm thấy là cái đó là mình đang đi đúng. Nếu như càng ngày cái bản ngã nó càng to thì hiển nhiên là mình đang đi sai và mình sẽ bị bầm dập. Tại vì mình đã hỏi các vị bề trên là chuyển hóa cái tâm thức cho con nhỏ cái bản ngã đi, cho con trở thành một người tốt hơn, bla 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 bla. Ok, nếu mà mình không làm theo những cái đó, theo đúng những cái hướng dẫn đó, thì mình sẽ bị bầm dập và đánh đít. Ok. Trong cái con đường tu tập của Tina nó mới chỉ có 4 năm thôi. Và cái năm đầu tiên á là vi diệu có, an lạc có, hạnh phúc vô cùng có, ecstasy có luôn, và sự đau khổ cũng có, và bấm dập cũng có luôn, cái gì cũng có hết á. Lúc đầu thì có thể là wow, mình trải nghiệm những cái gì mà con người bình thường sẽ không thể trải nghiệm được. Tại vì con người bình thường không vô những cái trạng thái đó được. Và đối với họ là tình yêu trai gái là cái cao nhất rồi, cái đẹp nhất rồi, không có cái gì mà đẹp hơn và dễ thương hơn hết á. Và họ cho rằng là cái đó mới là cái mà ghê nhất rồi đó. Nhưng mà trên thực tế là khi mà bắt đầu hành pháp á, thì nó sẽ có những cái trạng thái khác, những cái trạng thái của tâm nó khác hoàn toàn, và nó có thể là gấp 10, gấp 100 lần một cái trạng thái của tâm tình yêu giữa trai gái. Cho nên là theo một thời gian là tự nhiên mình không có muốn có bạn trai, là tại vì wow, mình có những cái phương pháp đưa cái trạng thái của tâm về những cái chỗ mà nó hấp dẫn hơn, hay hơn, thoải mái hơn, dễ chịu hơn nhiều là cái cảm xúc lúc trẻ gái. Cho nên là nó mới thành ra là mình không cần thiết phải có bạn trai hay là như thế nào đó. Hiển nhiên theo thời gian, nếu mà mình không hành pháp và nếu mà mình bắt đầu lười biếng và mình ngưng thì cái cảm giác này nó sẽ mất đi. Và đôi khi tự nhiên mình gặp một anh chàng dễ thương, đẹp trai, tốt bụng, trái tim nhân hậu cái gì đó, mà tự nhiên mình bị xao xuyến, xong rồi mình lại mất mình trong cái sự mù mờ ở trong một cái tình yêu đó. Tại cho cái tình yêu nó cần cái sự vô minh, nó cần cái sự mù mờ để nó che lấp những cái điểm không tốt, không hay, hay là những cái gì đó về cơ thể nó cần phải che lấp để mà mình có thể mình yêu đắm say ngất ngây trời mây được. Còn nếu mà mình tỉnh táo quá, mình nhìn thấy được những cái điểm xấu về mặt cơ thể, về mặt về mặt tâm lý, về tất cả mọi mặt, nếu mà mình quá tỉnh táo thì mình sẽ không thể yêu được nữa. Tại vì mình nhìn thấy được hết tất cả những cái mặt xấu ở đằng sau cái việc đó, và mình không thể bị đắm say ngất ngây trời mây, chìm đắm trong một cái mối quan hệ như vậy. Nhưng mà như Tina nói, không phải là lúc nào mà mình cũng đủ tỉnh táo để mình hiểu được là cái gì tốt nhất cho mình. Có khi khi mà mình không hành pháp nữa, mình lười biếng và mình không còn kỷ luật với bản thân thì cái việc mà mình sa ngã vào những cái chuyện này lại thì là chuyện rất là bình thường và nó có thể xảy ra.
Tina sợ cái chuyện đó lắm, nhưng mà nhưng mà Tina biết là nó là như vậy, và khi mà Tina bắt đầu lười biếng, không có giữ cái tâm thức, không có giữ cái ý niệm, không có giữ cái sự tỉnh táo thì nó bắt đầu sa ngã vô những cái chuyện tào lao. Lúc đầu thì Tina nghĩ là cái chuyện tu tập khi mà mình đạt được một cái gì đó thì nó sẽ mãi mãi như vậy. Theo thời gian sau nữa thì Tina thấy là wow, nó không phải là như thế, mình đạt được cái mức độ này, nhưng mà theo thời gian đó, nếu mà mình không có giữ cái này thì nó có thể đi xuống, nó tuột xuống luôn, nó tuột đi đâu luôn không biết nữa. Cho nên là cái này thì rất là đáng buồn, tại vì mình cứ nghĩ rằng là khi mà mình tu tập, mình đạt được một cái chỗ nào đó, vị trí nào đó rồi, ở trong cái tâm thức rồi, mình đã tỉnh thức được ở một cái chỗ nào đó rồi thì nó sẽ ở đó mãi. Nhưng mà thực sự là nó sẽ không có ở đó mãi nếu như mình không cẩn thận và mình không có tiếp tục. Cho nên là Tina thấy là cái việc tu tập nó là cả cuộc đời, chứ nó không phải là một ngày, một năm, một hai năm, ba năm, bốn năm, không phải là như vậy. Mà là mình phải hành pháp và hành trì và tu tập và sửa sai, sửa đổi, sửa tính cả cuộc đời. Ok, hôm nay Tina chỉ chia sẻ đến đây thôi. Tina biết là những cái tập như thế này có thể là nó sẽ không có lấy lòng được quý vị nhiều, tại vì tại vì quý vị sẽ thấy trời ơi cái gì mà nó khó khăn phức tạp quá vậy. Nhưng mà Tina muốn nói thật sự là nếu như chỉ là để có một cái tâm trạng dễ thương thì relax, ok, mình thiền bình thường thôi, mình hít thở, tập trung vào một cái ánh sáng, vào một cái ngọn đèn, vào một cái cây nhang, hít thở, nghe một cái âm thanh giai điệu rất là dễ thương, đưa mình như trong cái trạng thái thiền dễ thương, ok, không sao, thì cái đó thì nhanh thôi. Nhưng mà nó không có giải quyết được cái phần gốc của mình, và mình không có tỉnh táo để mình thấy được những cái sai lầm của mình để mình sửa. Và khi mà mình thấy được cái sai lầm của mình sửa, cuộc sống của mình sẽ đi lên. Yeah! Ok, hôm nay Tina chia sẻ đến đây thôi. Hy vọng là clip này sẽ mang nhiều lợi ích cho quý vị. Bye!